Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng hình 3D một vách CNC từ một bức ảnh chụp trên mạng. Trước hết các bạn sử dụng từ khóa CNC Pattern để tìm trên Google. Tiếp theo vào mục Images để xem các kết quả có liên quan đến hình ảnh. Các bạn kích hoạt công cụ Tools và chọn cỡ ảnh là Large để Google phân loại ra những ảnh dung lượng cao cho các bạn. Cuối cùng chọn một ảnh đen trắng bất kỳ và lưu về máy. Sau đây tôi sẽ thực hành thao tác cho các bạn xem. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Photoshop để đưa ảnh này về dạng PNG với phông nền trong suốt. Ở đây tôi sử dụng công cụ Magic Wand Tools để tách lớp cho bức ảnh. Sau đây là các thao tác của công đoạn này. Sau khi đã tạo được ảnh PNG đen trắng của vách CNC, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Illustrator để tạo vector từ ảnh PNG này. Trước hết tôi sẽ sử dụng chức năng Image Trace của Illustrator để đưa ảnh về dạng vẽ được. Sau đó sử dụng chức năng Expand với tùy chọn View là Outlines để tạo vector. Sau khi tạo được vector từ ảnh PNG, tôi sẽ export vector sang định dạng DWG của AutoCAD để có thể chỉnh sửa lại các đường vector 2D này trong phần mềm 3ds Max. Và sau đây là các thao tác. Khi đã có file 2D, chúng ta sẽ chỉnh lại nó trong phần mềm 3ds Max. Sử dụng plugin SP Light Cleaner, tôi sẽ giảm số điểm của file 2D xuống bằng chức năng Normalize cho dễ làm việc. Tiếp theo các bạn có thể xóa bớt đường line cho dễ làm việc, do đây là vật thể đối xứng. Cho nên chúng ta có thể xóa 1/4 nó đi. Và sau đây là thao tác của công đoạn này.
Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng đường line này để vẽ khối 3D vách CNC. Ở bước này các bạn sẽ phải sử dụng kiến thức đã được học từ khóa học kết hợp với kinh nghiệm cá nhân nếu có. Đối với các bạn đã có kinh nghiệm hoặc đã biết làm, các bạn có thể tua nhanh hoặc bỏ qua bước này. Thank you.
Các bạn có thể tìm thêm những video bài giảng chất lượng khác bằng cách truy cập vào trang web Facebook của trường đào tạo thiết kế diễn họa công nghiệp T3D Arc Design School theo địa chỉ sau: www.facebook.com/T3D Arc Design School viết liền. Để đăng ký học, các bạn nhấn vào nút Shop Now. Tiếp theo các bạn click vào ảnh khóa học mà các bạn muốn học. Ví dụ ở đây tôi click vào khóa chuyên đề ánh sáng chuyên sâu. Các bạn có thể comment để hỏi về thông tin đăng ký học, hoặc nhấn vào nút message để gửi yêu cầu. Tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay khi nhận được tin nhắn. Chúc các bạn học tốt! Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn nút subscribe để đăng ký vào kênh YouTube của tôi và theo dõi các video chất lượng hàng ngày khác. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ video cho bạn bè và người thân để giúp cho các video này đến được với mọi người. Đó sẽ là động lực lớn giúp tôi làm thêm nhiều video chất lượng khác. Xin chân thành cảm ơn.